Dồn dập bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng cùng lúc diễn biến phức tạp tại các bệnh viện nhi tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến lượng bệnh nhân đạt đến con số kỷ lục. Các bệnh viện đang phải gồng mình tiếp nhận và điều trị cho hàng ngàn ca trong tình trạng thiếu giường bệnh, thiếu phòng bệnh. Đáng nói có rất nhiều ca bệnh nhẹ có thể điều trị ở tuyến cơ sở nhưng vẫn đến điều trị tại những bệnh viện tuyến trên. Và đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải không hề giảm nhiệt. Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hành lang là giường bệnh của hàng trăm bệnh nhi và phụ huynh. Mệt mỏi, tạm bợ, nhưng dù sao cũng đỡ ngột ngạt hơn phòng bệnh. Bây giờ nằm trong kia nó lại chật quá. Rồi mấy em kia có khi lại khóc la ôm sùm. Rồi em mình nghỉ ngơi cũng được. Hoặc là em mình khóc la là những em khác nghỉ ngơi cũng được. Thấp ẩm rồi mưa. Cô phải xin mấy tờ giấy thùng cô lót ở dưới rồi cô để chiếu trên rồi mua cái mùng chụp lại rồi hai mẹ con bà cháu nằm ở dưới đó. Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu giường bệnh. Khoa sốt xuất huyết đã phải huy động thêm 80 chiếc giường xếp trước lượng bệnh ngày càng tăng thêm. Nhưng dù thế nào, vẫn còn những gia đình phải xách chiếu đi tìm chỗ cho con trẻ. Vào mùa mưa này, có một chỗ trong phòng bệnh đã là điều may mắn. Có lẽ vì vậy mà dù là ghế bố hay giường được gia cố thêm những thanh tre thì cũng đều được niêm yết giá cả cụ thể. Thực sự thì tôi cũng biết mùa dịch nó mỗi năm nó đều có. Nhưng mà khi mình lâm vào cái tình trạng này mình thấy thật sự nó rất mệt mỏi. Cà Mau hay là Cần Thơ, Long An, Đồng Nai đổ về thì cái lượng nó về đây thì không thể nào bệnh viện Nhi Đồng 2 là đáp ứng được hết. Thành thử mình phải san sẻ thôi. Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 1.700 giường bệnh nhưng lúc này đã có trên 2.000 bệnh nội trú. Ngày hôm qua, lượng bệnh ngoại trú đã đạt con số kỷ lục gần 7.900 lượt khám. Tất cả các khoa phòng đều gồng mình tiếp nhận, kể cả bệnh nhẹ có thể điều trị ở tuyến dưới. Tuy nhiên, tâm lý được điều trị ở tuyến trên của người bệnh lại gây ra những lo lắng không nhỏ cho ngành y tế. Cũng khó trách người ta bởi vì khi mà cái số lượng bệnh tăng cao rồi có những cái trường hợp tử vong thì người dân họ rất lo lắng và họ chạy lên những cái tuyến cao nhất để được cái sự chăm sóc y tế tốt nhất theo họ nghĩ là như vậy. Thật ra thì bệnh sốt xuất huyết này có thể điều trị ở tất cả mọi tuyến chứ không chỉ riêng tại Nhi Đồng 2 hay là các bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện nhiệt đới các tuyến trung ương như vậy. Dù chúng ta đã làm tốt tất cả những cái công tác phòng chống nhiễm chéo nhưng mà rõ ràng là nó cứ ùn về đây không phải là chỉ là sốt xuất huyết. Thế rồi còn tay chân miệng tất nhiên nó lây truyền theo đường tiêu hóa. Nhưng mà các cái bệnh hô hấp khác nó bùng một cái dịch khác nữa mà chúng ta không kiểm soát được. Nó lại bùng cả các bệnh dịch khác, nó lây chéo như vấn đề sởi năm ngoái ở bệnh viện Nhi Trung ương thì cách giải quyết như nào? Các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn đang trong đỉnh dịch và chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt cho đến hết tháng 11. Vậy bao nhiêu giường xếp ghế bố sẽ đủ cho các khoa phòng? Bao nhiêu hành lang bệnh viện sẽ đủ cho bệnh nhi được lưu trú và điều trị? Có lẽ lúc này, y tế cơ sở cần thiết phải vào cuộc để trở thành lựa chọn đầu tiên của người bệnh.